Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Xin chào mừng các anh chị và bạn đến với kênh YouTube của Phan Anh và PA Marketing cùng với các cộng sự. Và hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một cái bài học về một cái chủ đề rất là to lớn mà gần đây chúng ta nói rất là nhiều, nghe rất là nhiều. Đó chính là chủ đề 4.0. Vâng, 4.0 là gì? Và 4.0 có những ứng dụng gì, 4.0 có tác động như thế nào đến chúng ta. Thì hôm vừa rồi tôi cũng có đi dự một cái hội thảo khoa học và có một số diễn giả lên trình bày về 4.0. Thì phải nói thật lòng là tôi không ưng cái nội dung người ta trình bày bởi vì nó rất là thiếu logic và thiếu nghiên cứu. Thế nhưng mà người ta vẫn là diễn giả, người ta vẫn trình bày dưới tư cách một cái người nghiên cứu, một nhà khoa học. Thế thì điều đó là tôi thấy rằng là cần phải sản xuất một cái video như thế này để ai đó nếu mà mọi người nghiên cứu về 4.0 thì mọi người có thể tìm thấy được một cái nội dung rất là chuẩn mực. Và các bạn cũng có thể truy cập vào trang PA Marketing của tôi để tải những cái bài nghiên cứu này của tôi. Nó cũng dài khoảng 10 trang A4. Rồi, đầu tiên thì ta sẽ nói 4.0 là gì? Tại sao người ta sử dụng cái thuật ngữ này? Thế thì cả một cái quá trình phát triển của thế giới, của nền kinh tế thì người ta chia thành 4 giai đoạn, người ta đánh số là 1, 2, 3, 4. Thế thì 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm có nghĩa là như vậy. Thế thì cái thời kỳ đầu tiên là cái thời kỳ 1 chấm, đúng không ạ? Là chúng ta nói về những cái thời kỳ là rất là xa xưa, cái phương pháp lao động rồi cái công cụ lao động của chúng ta hết sức là thô sơ, săn bắt hái lượm, đúng không ạ? Và đến cái thời kỳ thứ hai, giai đoạn thứ hai thì chúng ta bắt đầu là có những cái công cụ lao động hoặc là những cái vũ khí săn bắt là bằng đồ đồng, đồ đá, đồ sắt, đúng không ạ? Và đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn công nghiệp thì chúng ta có máy hơi nước, chúng ta có máy công nghiệp điện cơ khí với những cái phát minh liên quan đến hơi nước này, điện này, rồi thì sản xuất được những cái cỗ máy khổng lồ bằng sắt, bằng thép và rất là mạnh mẽ. Và đến cái giai đoạn thứ tư 4.0 là người ta sẽ chuyển dịch sang cái giai đoạn chuyển dịch số, hầu hết là sử dụng các công nghệ kỹ thuật số electronic hoặc là digital, ví dụ như là chúng ta có marketing online, digital marketing đấy, hoặc là chúng ta sẽ có truyền hình kỹ thuật số, chúng ta có các cái video mạng xã hội, chúng ta sẽ có tất cả những cái yếu tố liên quan đến kỹ thuật số rất là nhiều. Thì cái giai đoạn này người ta gọi nó là thời kỳ 4.0. Và giai đoạn 4.0 này thực ra là đã và đang diễn ra rồi. Chúng ta có thể tính nó diễn ra trong khoảng độ 10 năm trở lại đây được rồi. Đó, thì chúng ta cần phải hiểu 4.0 tức là tính là giai đoạn thứ tư. Thế thì cái giai đoạn đầu tiên, cái công cụ lao động, đúng không ạ? Nó là săn bắt, hái lượm, thô sơ, đánh bẫy thôi. Giai đoạn thứ hai, công cụ lao động của nó là các cái đồ đồng, đồ sắt, đồ đá. Và giai đoạn thứ ba là các cái máy công nghiệp chạy điện, chạy hơi nước, chạy xăng dầu vân vân. Rồi và giai đoạn thứ tư thì công cụ của nó sẽ là các cái bàn phím, rồi thì là các cái máy tính, rồi thì các siêu máy tính, rồi các cái thiết bị làm các cái kỹ thuật số, các phần mềm. Và đấy là lý do tại sao mà các bạn thấy là tôi lúc nào cũng kè kè có cái máy tính, rồi kè kè có cái điện thoại bên mình, hoặc là trước mặt tôi là cái máy quay video, đúng không ạ? Để làm video, bởi vì chúng ta đang sống trong cái thời kỳ 4.0. Như vậy chúng ta đã hiểu khái niệm 4.0 rồi ạ. Nói về một cái giai đoạn phát triển của một nền kinh tế. Và cái giai đoạn này là dựa trên cái kỹ thuật số và chuyển đổi số rất là mạnh. Bài tiếp theo trong cái kênh vlog của tôi thì tôi cũng sẽ nói cho các bạn một cái chủ đề liên quan đến chuyển đổi số để các bạn hiểu rõ chuyển đổi số là gì. Còn hôm nay thì tôi sẽ nói về 4.0. Vậy thì các ứng dụng cơ bản của 4.0 nó gồm những ứng dụng gì? Thì sau đây là bài nghiên cứu thuộc bản quyền của tôi. Các bạn có thể tìm ở trên mạng và ra cái bài nghiên cứu này. Và các bạn sẽ thấy nó rất logic, nó rất khoa học và nó rất đầy đủ. Chứ không, nó không chắp vá như những cái bài copy hay những cái bài dịch. Và tất nhiên thì tôi chưa viết thành một cuốn sách 4.0 được. Do tôi đang bận viết marketing online, rồi Facebook, rồi bán hàng online, kinh doanh online, rồi thì sale vân vân đó. Thì sớm hay muộn thì tôi sẽ viết cho các bạn một cái bài hoặc là một cuốn sách về 4.0. Thế thì ở đây chúng ta sẽ biết rằng là chúng ta đã tiến vào cái giai đoạn 4.0 rồi và nó có rất rất nhiều các ứng dụng. Thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn 10 ứng dụng
cơ bản nhất, điển hình nhất của cái giai đoạn 4.0 đó nhá. 10 cái ứng dụng này thì tôi đã viết nghiên cứu và có bản Word, các bạn có thể vào trang pamarketing.vn để tải, hoặc là các bạn search trên Google tìm là các ứng dụng của nền công nghiệp 4.0 trang PA Marketing thì các bạn sẽ ra cái file này, được chưa? Đầu tiên thì ta sẽ nói đến đó chính là Big Data. Tiếng Anh gọi là Big Data, tiếng Việt gọi là Big Data, mình nói tiếng Việt kiểu phát âm ấy. Và đó chính là dữ liệu lớn. Big là lớn, data là dữ liệu, đúng không ạ? Data. Thì dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn là một trong những ứng dụng quan trọng của cái thời kỳ này. Nó cho phép chúng ta có thể cung cấp, sản xuất, rồi marketing, bán hàng rất là chính xác, dựa trên nhu cầu, dựa trên hành vi thực tế của khách hàng. Nó dự đoán được hầu hết những cái sự thay đổi trong tương lai gần, những cái nhu cầu trong tương lai gần. Ví dụ như là người ta có thể dự báo được nhu cầu về sản xuất, nhu cầu về tiêu dùng, nhu cầu về bệnh dịch, vân vân. Bởi vì người ta dựa trên các cái dữ liệu nó có, đúng không ạ? Người ta phân tích được, người ta ước lượng được, và từ đó các cái chính phủ, các cái doanh nghiệp, các cái người dân, chúng ta có thể là chủ động được cái việc là sản xuất kinh doanh, hoặc là đề phòng các cái bệnh dịch liên quan đến sức khỏe, y tế, vân vân. Đấy, dữ liệu này thì có thể lấy được ở bất kỳ các nguồn nào. Thí dụ như là chúng ta chơi trên mạng xã hội Facebook, chúng ta trên Google, trên mạng, trên Internet. Rồi thì chúng ta bay các cái chuyến bay, rồi các cái camera nó có thể nhận diện được chúng ta, và tất cả những cái hành vi đấy cho thấy là chúng ta đã bị theo dõi và chúng ta đã bị lưu trữ để giúp cho một cái nền kinh tế cũng như là một cái xã hội trở nên thông minh hơn và hiệu quả hơn. Đấy, ví dụ như các bạn thấy điển hình như là Facebook và Google, nó biết được chúng ta, nó lắng nghe được, nó biết được cái hành vi của chúng ta dựa trên những cái hành vi nó đã theo dõi chúng ta, dựa trên những cái dữ liệu chúng ta bấm like, chúng ta share, chúng ta đăng bài, chúng ta nói với nhau trong Facebook, chat với nhau, vân vân. Đó, các bạn hiểu chưa ạ? Thì chúng ta thấy là hiện nay Facebook nó cũng sử dụng AI, tức là trí tuệ thông minh nhân tạo, để nó tiếp cận cho khách hàng và cũng như là tạo ra các hệ thống quảng cáo thông minh hơn. Rồi, thì đấy là cái ứng dụng thứ nhất, người ta gọi là dữ liệu lớn. Thứ hai là robot hóa, hay còn gọi là sự tự động hóa. Robot hóa tức là người ta muốn nói đến là ngày nay công nghệ sản xuất phục vụ con người, phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thì có sự tham gia ngày một nhiều hơn về số lượng của các robot, ngày một cao cấp hơn của các cái loại robot lớn, robot nhỏ, các cái robot tự động. Thí dụ như là các bạn thấy là như hãng Amazon.com là cái nhà bán lẻ lớn của Mỹ, thì tôi đã sang Mỹ và tôi cũng đã đến các cửa hàng của Amazon, rồi tôi cũng vào các trụ sở của Amazon để tôi đã tham quan, mở mang hiểu biết và cái trình độ của mình. Thì tôi thấy là nó có các con robot lấy đồ, hoặc là có những cái cánh tay robot để phân loại, rồi thì robot để bốc phát, rồi thì những cái phần mềm rất là thông minh trong cái kho hàng của người ta. Đấy, hầu hết là đều tự động hóa. Đấy là những cái đơn giản. Thế còn trong những cái sản xuất công nghiệp nặng, hay là những cái thứ nguy hiểm như khám phá mặt trăng, hay là rồi thì chúng ta chăm sóc, sửa chữa những cái phần liên quan đến lò phản ứng nguyên tử, vân vân, thì bắt buộc đấy là phải có robot, đúng không ạ? Robot có cái cống hiến rất lớn trong xã hội hiện đại của chúng ta. Và tương lai gần thì chúng ta sẽ có những con robot thông minh và ở với chúng ta, giúp đỡ chúng ta, giúp đỡ người già, giúp đỡ bệnh nhân, những người yếu, rồi thì sinh hoạt cùng với chúng ta. Ở trên thế giới đã có một con robot được mang danh, đấy là con robot Sophia. Nó đã có trí tuệ thông minh nhân tạo ở bên trong, và nó có thể nói chuyện theo ngữ cảnh, nó có thể hiểu được cái ngôn ngữ chúng ta nói, và nó có thể trò chuyện được. Và những cái robot nó có thể càng lớn về mặt diện tích, khối lượng để nó làm những việc nặng, và những con robot càng nhỏ, nano, đúng không ạ? Cái mức độ nó rất là nhỏ, thì nó có thể cấy vào trong da, rồi thì đi vào mạch máu, hoặc là nó có thể là được cấy vào não, vân vân. Và theo dự báo của World Bank thì càng ngày cái robot trong lĩnh vực sản xuất sẽ càng có đóng góp vai trò quan trọng. Và câu hỏi được đặt ra là con người sẽ đi về đâu khi mà robot có thể thay thế được hầu hết các công việc, từ đơn giản cho đến phức tạp, kể cả như là khám bệnh,
chẩn đoán bệnh mổ cho bệnh nhân rất là phức tạp thì robot bây giờ cũng có thể tham gia hỗ trợ, và trong tương lai robot có thể làm thay. Cái điều này nó không hề viễn tưởng giống các bộ phim đâu ạ. Tất cả những điều mà chúng ta đang cảm nhận ở đây thì tôi có thể nói với các bạn là nó không phải là viễn tưởng, bởi vì các con robot này nó đã được sản xuất ra rồi. Thí dụ như là năm ngoái thì người ta đã giới thiệu một con robot là con chó, đúng không ạ? Người ta lắp con chó, con chó nó có thể đi được, có thể đuổi theo được và có thể giữ nhà được, bởi vì mắt của nó chính là camera, nó có thể cảm nhận được, nó có thể nhận diện được khuôn mặt, và cái người không phải là người thân, người quen đã được nhận diện thì nó sẽ phát ra thông điệp là bạn hãy rời khỏi cái vị trí vùng đất ngôi nhà này, nếu không thì tôi sẽ gọi cảnh sát, hoặc nếu không thì tôi sẽ tấn công, vân vân. Tức là nó được lập trình để làm được cái điều đó. Trên thực tế thì các cái nhà khoa học đã làm ra được những robot thám hiểm đại dương, robot thám hiểm núi lửa, robot đánh cờ, thắng cả những cái kỳ thủ hàng đầu thế giới, đúng không ạ? Hoặc là các cái robot trong lĩnh vực y học rất là phát triển. Đấy. Thế thì các bạn lưu ý cái điều đấy để các bạn biết rằng là hiện nay cái tình trạng robot hóa sẽ ngày càng cao. Để chúng ta sống trong cái thời kỳ 4.0 có nghĩa là như vậy. Nó thay thế, đúng không ạ? Nó ngày càng phát triển, và những công ty nghiên cứu về robot phát triển những con robot để bán ra. Đơn giản nhất là cái con robot lau nhà. Bây giờ nó cũng biết lau nhà, nó thông minh. Dần dần mọi thứ nó sẽ nhiều hơn nữa. Rồi, cái nội dung số 3 tôi muốn trình bày với các anh chị. Các ứng dụng số 3 trong cái thời kỳ 4.0 đó chính là sự mô phỏng hóa hay là thực tế ảo. Đấy, sự mô phỏng hóa tức là gì? Ở đây chúng ta sẽ có thể hiểu rằng là chúng ta có thể giả lập được những cái thao tác thực tế ảo, giống như là những cái kính mà chúng ta vẫn đang xem, như là Google Glass, hoặc là hôm trước tôi sang Mỹ thì tôi vào cái trung tâm nghiên cứu của Microsoft thì tôi đang xem cái kính HoloLens của nó, thì các bạn có thể xem trên đây, trên video của tôi các bạn nhìn thấy cái kính HoloLens này và tôi đang đeo. Tức là trong cái kính đấy khi tôi nhìn thấy là nó có các cái ứng dụng nó chạy và mình nhìn thấy nó ở trước mặt, và sau đó mình giơ tay mình có thể chạm được vào và mình có thể tắt bật, mình có thể cảm nhận được. Đấy chính là những cái sự mô phỏng, sự thực tế ảo. Đấy, chúng ta có thể tưởng tượng như thế này, ví dụ như là một bác sĩ có thể khám bệnh nhân mà không cần phải gặp trực tiếp, đúng không ạ? Hệ thống nó sẽ quét 3D và sau đó nó sẽ cho chúng ta các dữ liệu và chúng ta có thể, đấy gọi là sự mô phỏng hóa. Hay là quần áo chúng ta đi mua sắm, bây giờ chúng ta không cần phải cứ cởi ra mặc vào nữa, chúng ta chỉ việc đặt cái áo đấy lên trên người thì cái gương thông minh nó sẽ mô phỏng hóa chúng ta 3D, nó scan, nó quét, xong rồi nó đưa cái áo đấy vào thì nó sẽ biết là chúng ta mặc vừa hay không vừa, màu sắc trông như thế nào. Đấy, nó đã làm được cái việc đấy rồi, chứ không phải là trong phim viễn tưởng. Thứ tư, đấy là sự hội tụ về mặt hệ thống. Tức là lúc này các cái công ty, các tập đoàn nó sẽ có xu hướng là hội tụ hóa, nó có xu hướng là lên mây hết, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ dữ liệu rồi thì các cái phòng ban thông tin nó đều sử dụng một trong số những cái phần mềm lớn và nó xử lý dữ liệu cho toàn bộ công ty, toàn bộ tập đoàn. Đấy, và nó trở nên gắn kết hơn, nó trở nên linh động hơn và nó trở nên phức tạp hơn trong cái mối quan hệ về mặt dữ liệu đối với các cái hệ thống này. Thế rồi thì chúng ta thấy rằng là như tôi sang bên Mỹ thì tôi cũng vào phim trường Universal, thì thực sự đấy là một cái nơi mà tôi cảm thấy là đúng thực sự họ là bậc thầy về Hollywood. Họ cực kỳ là rất là thông minh và giải trí rất là tốt. Tôi có thể được xem những cái bộ phim và cảm nhận theo hình thức 4D, 5D. Thế thì 3D, các bạn biết rồi, 3D là các bạn thấy cái hình nó ngay trước mặt mình. Mình đi xem phim thì mình đeo kính 3D và mình thấy. Thế 4D là gì? Ví dụ như là nó có thể có mùi hương, nó có nhiệt, nó có mưa. Ví dụ đến cái cảnh mà ví dụ bạn vào trong rừng nó có mưa, thế là người ta phun nước ra, bánh nhau, đúng không ạ? Thì nó rui như thế này. Đấy, nó thay đổi theo cái bối cảnh. Nó dùng nhiệt này, nó dùng mùi hương này, nó dùng những cái tác động vật lý mà cho phép được, đúng không? Ví dụ như mưa này, nóng, lạnh, khói, rồi thì một số thứ đấy, rung lắc, âm nhạc, thì chúng ta thấy rằng nó lên tới cái kỹ xảo, nó lên tới 5D rồi, cực kỳ tuyệt vời. Thì lúc này chúng ta sẽ thấy khi mà người ta hội tụ và người ta sử dụng các cái công nghệ đám mây, nó sẽ được lên mây. Ví dụ như là chúng ta thấy ngày xưa chúng ta sử dụng USB, bây giờ chả ai dùng cả.
cho lên mây hết, đúng không ạ? Hay là điện thoại thế bây giờ lưu trữ trên là chúng ta chụp ảnh thế thì nó cũng lên mây hết chứ cũng không có ảnh mà lưu trong này đâu. Và sau đó chúng ta sẽ tải về. Rồi, cái ứng dụng số 5 mà chúng ta thường nghe hơn đấy là ứng dụng IoT, tức là Internet of Things. Tất cả vạn vật, tất cả mọi thứ được kết nối Internet. Ở tiếng Việt người ta gọi là vạn vật thông minh hoặc là vạn vật kết nối Internet. Cái từ things từ đây dịch là vạn vật, tức là mọi thứ. Thì tôi nghĩ là mọi thứ được kết nối hoặc là mọi thứ trở nên thông minh hơn thì nghe nó thuận tai hơn, chứ dùng cái từ vạn vật dịch ra nó hơi 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 đau mồm, tôi nghĩ thế. Rồi, giờ chúng ta có thể sử dụng từ tiếng Anh là IoT này, hoặc là vạn vật kết nối Internet này, vạn vật thông minh này, và dùng cái từ của tôi là mọi thứ được kết nối Internet là mọi thứ trở nên thông minh hơn. Ok, thế thì nó là như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy rằng là cái gì cũng thông minh, điện thoại thông minh thì chúng ta biết rồi, nhưng mà rồi chúng ta sẽ có tủ lạnh thông minh, chúng ta sẽ có ô tô thông minh bằng cách là ô tô tự lái. Tủ lạnh thông minh thì làm sao tự báo cho chúng ta biết là cái gì hết đát, cái gì nên ăn, ăn chăm sóc sức khỏe như thế nào, tự đi chợ cho chúng ta, lên menu cho chúng ta, gợi ý cho chúng ta những món. Có rồi nhá, có rồi đúng không ạ? Thế rồi thì tivi thông minh là chúng ta có thể là điều khiển bằng tay, điều khiển bằng giọng nói, hoặc là như điện thoại ở đây các bạn thấy, điện thoại chúng ta cũng có những cái trợ lý ảo, những cái con thông minh, những cái mình gọi nó là những cái phần mềm gọi là trí tuệ thông minh nhân tạo đấy, những cái con mà rất là thông minh này. Ví dụ như là tôi sẽ gọi ở đây một cái con trên iPhone các bạn đều biết đấy là con Siri đúng không? Một cái ứng dụng trợ lý ảo do Apple phát triển. Tôi sẽ gọi cho các bạn: Hey Siri. Open YouTube. Đấy các bạn nhìn thấy không ạ? Tôi không hề phải chạm vào, tôi có thể ra, đấy là người ta gọi là ra lệnh bằng giọng nói, để tức là dựa trên cái các cái ngữ cảnh. Thì tất nhiên bạn phải dạy cho Siri nó nhận được cái giọng của chúng ta, và bạn phải phát âm tiếng Anh nó cũng chuẩn chuẩn một chút. Tất nhiên ý tôi muốn nói là tôi cũng không phải chuẩn lắm đâu, nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể làm được. Chúng ta thấy rằng là mọi thứ ngày càng thông minh hơn, có con người thì không thông minh bằng thôi. Hoặc là những cái phần mềm nó cho phép dịch trực tiếp. Ví dụ đang nói chuyện với nhau, nói một câu tiếng Việt phát nó bắn bằng tiếng Anh luôn, hay nó bắn bằng tiếng Pháp luôn, nó rất là hay. Nó có thể kết nối Internet, kết nối 4G, 5G, 6G, những cái mạng sau này nữa. Và nó có khả năng được điều khiển bằng những cái thiết bị trung tâm. Bây giờ là loa thông minh, nhà thông minh, các phần mềm đều thông minh. Rồi thì chỉ có con người thì ngày càng trở nên bớt bớt thông minh hơn. Đấy thì chúng ta hãy nhớ điều đấy, cũng rất là nguy hiểm. Thứ sáu là siêu an ninh mạng. Siêu an ninh mạng tức là sao? Siêu an ninh mạng ở đây có nghĩa là chúng ta được sống trong một cái thế giới, tức là nó kết nối dữ liệu khổng lồ. Ông Phan Anh ở Việt Nam nhưng mà khi sang Mỹ cũng bị lưu trữ thông tin, và ông Phan Anh dùng Facebook ở Việt Nam thì Mỹ người ta cũng biết ông Phan Anh làm như nào. Đấy là một cái hệ thống dữ liệu kết nối khổng lồ trên toàn cầu, và người ta ghi nhận dữ liệu ở khắp mọi nơi dựa trên cái dữ liệu lớn, đúng không ạ? Và lúc này thì các doanh nghiệp, các chính phủ, các cá nhân cũng bị đối mặt với các cái vấn đề về lộ thông tin cá nhân, vi phạm quyền riêng tư, hoặc là bị mạo danh người dùng, rồi thì chúng ta có thể vi phạm pháp luật mà chúng ta không hề biết, tức là có thể một cái dữ liệu chúng ta đã bị đánh cắp, đúng không ạ? Rồi nó xảy ra những cái vấn đề liên quan đến toàn cầu. Một người ở một quốc gia A có thể ăn cắp thẻ tín dụng của một người quốc gia B, và quốc gia A và quốc gia B này thì cách xa nhau cũng rất là nhiều. Thế rồi thì một người ở quốc gia C chưa bao giờ đến quốc gia D, nhưng mà ở trên dữ liệu của quốc gia D đã có là người này đã là tội phạm, bởi vì đấy là tình trạng đánh cắp thông tin, đánh cắp danh tính. Thế thì ở đây nó đặt ra một cái vấn đề về siêu an ninh mạng, tức là tấn công toàn cầu. Có thể tấn công vào các trang web của chính phủ, có thể tấn công vào các cái trang web của các tổ chức thế giới. Và lúc này nó sẽ đòi hỏi chúng ta cần phải kết nối với nhau, cùng chung tay bảo vệ và tạo nên những cái bức tường lửa để hình thành nên một cái công nghệ và bảo mật an ninh một cách tốt nhất, để đảm bảo cho cái sự an toàn của con người. Bởi vì là dữ liệu của chúng ta đều có thể bị đánh cắp, đúng không ạ? Tôi đang đi trên đường, bạn đều biết tôi đang đi trên đường, đi ở km số bao nhiêu,
Google nó định vị GPS, mà Google định vị thì tức là người Mỹ đã biết rồi, thì các bạn xài Facebook nó định vị nó người Mỹ đã biết đúng không? Cách tốt nhất để không biết thì tốt nhất là đừng xài, còn xài thì phải hiểu đấy. Thứ bảy là điện toán đám mây, hay còn gọi là cloud đúng không ạ? Vâng, cloud computer. Thì đám mây tức là gì? Người ta đưa lên trên mây, mây ở đây có nghĩa là ở trên cao, người ta sử dụng cái hình ảnh đấy à, tức là dữ liệu người ta đẩy lên các máy chủ và sau đó người ta gọi máy chủ về. Thế cho nên là một cái máy tính bây giờ cũng không cần phải có nhiều ổ cứng dung lượng lớn, người ta đưa hết lên trên đấy lưu trữ và dữ liệu nó sẽ thông suốt đúng không ạ? Tôi đưa lên đấy xong tôi có thể tải xuống tôi xem. Và hiện nay thì các trang web rồi các phần mềm vân vân người ta sử dụng dữ liệu đám mây rất nhiều, thí dụ như YouTube hay là Facebook hay là iCloud vân vân, chúng ta đang sử dụng các công nghệ đám mây rất là nhiều. Hoặc là trong lĩnh vực marketing, mà một trong những lĩnh vực mà tôi là chuyên gia hàng đầu, thì các bạn biết rồi này, à, bây giờ marketing cloud tức là chúng ta sử dụng các bộ phần mềm marketing đám mây cũng rất là hay, nhưng đáng tiếc là ở Việt Nam thì hiện nay rất ít người dùng. Nếu có thời gian này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phần mềm của các cái hãng rất là lớn, ví dụ như IBM Marketing Cloud, tức là cái hệ thống marketing đám mây của IBM, hoặc là Adobe, chúng ta thường biết đến các phần mềm Photoshop, phần mềm Video Premium, các phần mềm chỉnh sửa ảnh phim vân vân. Nhưng mà hãng Adobe cũng có một hệ thống marketing là Adobe Marketing Cloud cũng rất là xịn sò đấy. Đấy, chỉ có điều là những cái hệ thống như vậy thì phải là những cái doanh nghiệp lớn thì các bạn mới có thể xài được. Nếu mà các bạn cần xài những cái bộ phần mềm lớn liên quan đến marketing thì hãy liên hệ với tôi sẽ tư vấn cho các bạn một số các phần mềm như vậy. Đấy, cái đám mây nó cũng rất là tiết kiệm về chi phí, tốc độ nhanh, an toàn, rồi giảm thiểu chi phí nhân sự vân vân. Rồi, và cuối cùng thì đấy chính là trí tuệ thông minh nhân tạo. Vâng, trí tuệ thông minh nhân tạo là cái AI đấy đúng không ạ? Tức là các cái phần mềm trở nên thông minh, rồi nó có những cái phần mềm có thể là học, tự học, learning machine, tức là máy học. Mình nói được, làm được, mình có não, thì các cái thiết bị phần cứng bây giờ nó cũng có não trong ngoặc kép, tức là nó trở nên thông minh. Nó có thể làm việc theo thời gian thực, nó có thể tương tác được với chúng ta, nó có thể hiểu được chúng ta. Vâng, và một cái công nghệ nữa trong cái 10 cái ứng dụng mà tôi giới thiệu, trong tiếng Anh nguyên gốc của nó là Adaptive Manufacturing, dịch ra tiếng Việt thì tôi dịch, chính bản thân tôi dịch nó gọi là từ công nghệ sản xuất bồi đắp. Vâng, thì tôi thấy cái từ này nó là nghĩa đen, khá là hợp. Adaptive tức là nó được thêm vào và mình dịch nó là công nghệ sản xuất bồi đắp. Công nghệ sản xuất bồi đắp nó là cái gì? Là cái phương pháp sản xuất để tạo ra những cái sản phẩm dịch vụ cho nền kinh tế theo cái phương pháp rất là mới. Và nó làm thay đổi cái việc sử dụng đi. Thí dụ như ô tô, trước đây bạn phải mua cả cái ô tô về, nhưng bây giờ bạn có hoàn toàn để tự sản xuất được ô tô nếu như bạn có máy in 3D. Máy in 3D chính là một trong những cái sản phẩm người ta thuộc về công nghệ sản xuất bồi đắp. Còn có rất nhiều các sản phẩm. Và hiện nay máy in 3D có thể in hầu hết mọi thứ. Người ta có thể in máy bay không người lái. Người ta có thể in một ngôi nhà. In ngôi nhà là làm thật đấy ạ. Ở Dubai người ta đã in một ngôi nhà 3D trong 17 ngày là tạo ra một ngôi nhà. Người ta có thể sản xuất được quần áo. Một ngày đẹp trời tôi ở nhà tôi làm vỡ cái bát, tôi có thể bấm nút in và tôi có cái bát ăn. Tôi cần một cái cốc, tôi có thể bấm nút in, tôi có cái cốc. Và nó làm thay đổi đáng kể cái quy trình sản xuất. Các cái hãng sẽ phải đối mặt những cái việc là khách hàng tự cung tự cấp bằng cách là người ta sẽ mua các cái máy in 3D về. Nó có rất nhiều các công nghệ như là SLA hay là FDM hay là MGM, rồi 3DP vân vân, SLS vân vân. Đấy là những cái công nghệ mà đã có trên thị trường liên quan đến công nghệ sản xuất bồi đắp. Nhớ rằng là máy in 3D chỉ là một ứng dụng của nó thôi. Như vậy tôi vừa giới thiệu cho các anh chị 10 cái ứng dụng trong nền công nghiệp 4.0. Đấy là 10 cái ứng dụng cơ bản, nó không hết nhưng mà nó bao quát được, đúng không ạ? Tôi nhắc lại, nó gồm có dữ liệu lớn này, big data này, robot hóa này, sự mô phỏng thực tế ảo này, sự hội tụ hệ thống này,
IoT là tức là mạng lưới là vạn vật kết nối này, siêu an ninh mạng này, điện toán đám mây này, công nghệ sản xuất bồi đắp này, rồi thì công nghệ thực tế ảo này, công nghệ trí tuệ thông minh nhân tạo này. Thì tạm thời các bạn có thể căn cứ vào cái bài nghiên cứu này của tôi và các bạn có thể hiểu sâu về cái ngành này. Thì tôi có một cái bài viết nó khoảng 10 trang thì các bạn tải về các bạn đọc nhá, hoặc là các bạn xem cái kênh này rồi. Đấy, ít nhất là mình phải hiểu 4.0 là gì, mà hiểu một cách cặn kẽ, hiểu một cách khoa học, được chưa ạ? Thế nó tác động như thế nào đến chúng ta? Nó tác động như nào? Nó tác động, nó thay đổi rất đáng kể về hành vi con người, hành vi sản xuất, hành vi mua hàng. Và điều quan trọng hơn cả đấy là đôi khi chúng ta sẽ phải đối mặt với việc là chúng ta mất việc làm mà chúng ta không hề biết là vì sao. Đúng không ạ? Và một cái phần mềm nó phân tích bằng cả trăm người. Đấy, một cái công nghệ máy in 3D nó có thể làm mất việc làm của một nhà máy sản xuất. Ý tôi là như vậy. Rồi thì bạn phải sử dụng các cái dữ liệu để bạn phân tích về hành vi, phân tích về nhu cầu thị trường. Sau đó bạn đặt cái phần sản xuất. Như vậy việc kinh doanh sản xuất của bạn sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều so với trước đây. Đấy. Thì điều này nó vẫn còn hơi xa xôi ở Việt Nam một chút, nhưng nó sẽ sớm phả hơi nóng vào bạn trong khoảng 10-15 năm tới. Chứ còn ở một số các quốc gia như Mỹ hoặc là châu Âu phát triển thì người ta bắt đầu cảm nhận được cái sự thay đổi đáng kể của 4.0. Nhưng ở Việt Nam thì các bạn sẽ cần phải có độ trễ, lùi, tôi nghĩ khoảng 10-15 năm là bắt đầu các bạn cảm thấy nó sẽ nóng hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta đi sau các cái quốc gia phát triển như Mỹ rất là lâu, thậm chí không ai so sánh được, tôi nghĩ nó có thể lên tới hàng trăm năm. Về mặt công nghệ, về mặt cơ sở vật chất hạ tầng, về mặt hiểu biết của họ về kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật, khám phá đại dương, khám phá thế giới, khám phá khí quyển, khám phá các hành tinh, vân vân. Đúng không? Ok. Một lần nữa, xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi cái video bài học này. Một bài học rất là hay, khoa học về 4.0. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học và một chuyên gia về nghiên cứu về thương mại điện tử, marketing điện tử, kinh doanh điện tử. Rất hy vọng được chia sẻ với các anh chị và các bạn. Và nếu các bạn, các anh chị và các bạn có câu hỏi gì thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các địa chỉ như website pamarketing.vn, Facebook là PA Marketing hoặc là Phan Anh Online đều có thể là liên hệ được. Một lần nữa xin được cảm ơn. Xin chào.